Nếu bạn đến đây lần đầu tiên, hãy bấm theo dõi để đón xem các video tiếp theo. Đừng quên bấm chiếc chuông bên cạnh để nhận thông báo về video mới nhất. Như vậy là trận chung kết giải đấu Liên minh Huyền thoại Trung Quốc LPL mùa xuân 2019 đã kết thúc với phần thắng áp đảo 3-0 của IG trước Zedong Gaming. Và như thường lệ trong cả 3 trận, Levi vẫn không một lần được ra sân. Rõ ràng IG là đội tuyển xứng đáng hơn cho chức vô địch. Tuy nhiên công bằng mà nói, Zedong Gaming đã có lúc vượt lên so với đối thủ và áp đặt được thế trận trước IG. Cụ thể là ở game đấu thứ 3. Tuy nhiên không rõ vì sao mà chỉ sau vài pha giao tranh, đặc biệt là pha công đường dưới ở phút 24 của trận đấu, Zedong đã thua thiệt hoàn toàn dù cho họ là người hơn điểm hạ gục và gần 7.000 tiền chênh lệch. Thua trận, Levi và các đồng đội ngậm ngùi trao chức vô địch LPL mùa xuân cũng như suất tham dự MSI cho IG. Vậy điều gì đã xảy ra ở giao tranh định mệnh đó? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong video sau đây. Tôi là Hải Dương và chào mừng các bạn đến với số phân tích giao tranh tiếp theo của Cà Phê Lê Minh. Phút thứ 24 của trận đấu, Zedong Gaming hoàn thành việc phá hủy dàn trụ ngoài đường dưới của IG. Không mấy khó khăn bởi họ đã dẫn vàng và điểm hạ gục xuyên suốt khoảng thời gian trước đó. Biểu đồ bên dưới cũng chứng minh điều mà tôi vừa nói. Được đà, Zedong Gaming tiếp tục uy hiếp trụ bậc thềm của IG và mọi thứ bắt đầu từ đây. Bây giờ hãy cùng tôi nhìn lại tương quan lực lượng của hai đội trước khi giao tranh nổ ra. Đầu tiên là về chất tướng. Zedong Gaming sở hữu một đội hình mở giao tranh cực mạnh với ngòi nổ là cú choáng tầm xa từ Syndra hoặc Thái Dương Hạ San của Leona. Hoặc kèm theo đó là một Jay vừa có thể cầu máu vòng ngoài, vừa có thể dồn sát thương khi cần thiết. Rek'Sai thì đang vô cùng xanh xao với chỉ số KDA là 834, còn Kai'Sa của Im lúc này thì đã có tiếng nói. Trong khi đó thì IG lại sở hữu những cái tên có vẻ như là không ăn nhập với nhau lắm. Chúng ta có một Rai chưa đủ lớn, một xạ thủ và tướng đi rừng mang tính đột biến là Raven và Lee Sin, một Vladimir có khả năng câu kéo và cuối cùng là Tam Ken. Về cơ bản con cá chê này có thể là counter được khả năng dồn sát thương của Zedong Gaming, nhưng chỉ được một người một lần mà thôi. Và sau đó thì sao? Thứ hai, ta điểm qua về trang bị. Cách biệt gần 7.000 tiền giúp Zedong vượt trội hơn IG ở hầu hết các vị trí. Rek'Sai có cả dìu đen lẫn kiếm BF, trong khi đó Lee Sin còn đang ở ngưỡng hai mảnh của dìu đen. Syndra đã có 2 món rưỡi đồ gây sát thương, còn Rai chỉ dừng lại ở 1 món rưỡi. Leona thì đã có dây chuyền Iron Solari, còn Tam Ken mới chỉ dừng lại ở lá chắn quân đoàn. Chỉ có đường trên và xạ thủ của cả hai đội là tạm ngang bằng nhau. Như vậy chúng ta có thể thấy được nếu xảy ra giao tranh, rõ ràng Zedong Gaming là đội nắm ưu thế hơn. Hãy cùng xem diễn biến tiếp theo có đúng vậy không nhé. Đầu tiên, Zoom bắn cầu sấm qua cổng gia tốc chính xác vào người Jackie Love, khiến anh ta mất một nửa cây máu. Zedong uy hiếp trụ bảo vệ của IG chỉ còn 1/2 cây máu và Jay tiếp tục cầu máu chính xác vào người Jackie Love lần 2 với kịch bản tương tự. Raven lúc này chỉ còn 1/4 máu mà thôi. Hãy để ý, mặc dù Raven và Lee Sin đã bị cầu máu khá nhiều nhưng họ vẫn đang ở một vị trí an toàn. Còn Zedong, cụ thể là Im cầm Kai'Sa, lại đang đứng đầu trong đội hình của Zedong Gaming. Nếu bạn chưa biết thì Im nổi tiếng với lối chơi xạ thủ theo phong cách là hổ báo nhằm gây sát thương lớn nhất có thể trong giao tranh. Và có lẽ thói quen ấy đã khiến anh ta phải trả giá trong tình huống này. Vladimir của The Side trước đó đã tích đủ 2 điểm cho kỹ năng Q, truyền máu và chuẩn bị bước vào trạng thái tăng huyết áp, giúp cú truyền máu tiếp theo gây ra nhiều sát thương nhất. Vừa đẹp thay, thời điểm đó cũng đúng lúc Im đứng vô cùng hớ hênh. The Side ngay lập tức sử dụng đai lưng hashtag thu hẹp khoảng cách, đồng thời gây sát thương kết hợp chiêu cuối máu độc kèm cú truyền máu cường hóa vào người của Im. Im tụt máu không phanh ngay sau đó, trong khi cả team Zedong Gaming bất lực nhìn Vladimir thoải mái uy hiếp xạ thủ của mình bằng cú W hồ máu. The Shy lập tức trở về với đồng đội sau khi hồ máu hết hiệu lực, còn Im thì bị hạ gục ngay sau đó bởi Ultimate Lốc xoáy tử vong từ Raven. Zedong Gaming không chỉ tổn thất về người mà còn không thể giao tranh ngay sau đó, bởi Rek'Sai, Jay cũng như là Leona cũng đã nhận phải lượng sát thương cực kỳ lớn từ hai kỹ năng cuối của đối phương. Thế trận bỗng nhiên xoay chiều chỉ trong vài giây. Zedong là những người phải thoái lui trong khi IG lại là đóng vai kẻ truy đuổi. Zoom bật cổng tăng tốc cho đồng đội di chuyển nhanh hơn và đồng thời trả ngược cầu sấm trở lại chính xác vào người Jackie Love lần thứ 3, nhưng xui xẻo thay vẫn không hạ gục được anh ta. Cùng lúc này thì Ninh cũng đã có cú sóng âm trúng vào người Leona, báo hiệu một pha vô ảnh cước sau đó. Lính Zedong Gaming vừa đến, Raven nhanh chóng hút lại lượng máu nhờ huyết kiếm, còn Lee Sin của Ninh như đã nói, bay vào thôi chứ chờ đợi gì nữa. Tuy nhiên đây cũng chính là quyết định sai lầm của Ninh. Quả cầu bóng tối của Yagao cùng với thiêu đốt của Leona đã quá đủ để hạ gục Lee Sin, dù cho Tam Ken có nuốt anh ta vào bụng sau đó. Syndra và Leona dù đã quá muộn nhưng cũng kịp thời tung ra combo choáng đôi, quét tan kẻ yếu cộng Thái Dương Hạ San. Yagao còn bồi thêm một ultimate bùng nổ sức mạnh của người rookie. Tuy nhiên anh chàng này đã nhanh chóng kích hoạt được quyền trượng thiên sứ để tạo ra lớp khiên, giúp cho mặc dù ăn rất nhiều sát thương
Rice của anh ta cũng chỉ mất 1/2 cây máu mà thôi. Jacky Love sau khi đã hút đủ lượng máu và biết rằng Dê Đông đã mất đi các chiêu thức quan trọng, nên không ngần ngại gì băng lên từ tuyến sau với sự hỗ trợ của Bảo Lan. Lu Mao cầm Leona lúc này lại có quyết định khó hiểu khi sử dụng Quy làm choáng vào người hỗ trợ Bảo Lan để rồi bị anh ta thanh tẩy ngay sau đó. Đúng ra Leona phải làm choáng vào người Jacky Love, rồi cả team dồn sát thương vào thì mọi chuyện đã khác. Hệ quả Jay là người đầu tiên nằm xuống. Rice mở cổng dịch chuyển để kéo theo The Shy tiếp cận nhanh chóng đối phương. Trong khi Tamken cũng sử dụng luôn Du Ngoạn Thủy Vực nhằm mọc đầu Dê Đông. Eagle chia để trị khi Rookie truy đuổi Lu Mao, còn Jacky Love và Bảo Lan và The Shy lo phần còn lại. The Shy khéo léo dùng hồ máu né quét tan kẻ yếu của Yagao, rồi sau đó phối hợp cùng đồng đội tiêu diệt người đi đường giữa của Dê Đông Gaming, trong khi Rookie nhẹ nhàng xử lý Lu Mao. Hơn tiền, hơn mọi thứ, nhưng cuối cùng Dê Đông chỉ còn lại một mình Rek'Sai sống sót, còn Eagle thì mất mỗi Ninh mà thôi. Sau pha giao tranh này, Eagle dần lấy lại được thế trận, cân bằng về lượng tiền và có được tài nguyên cần thiết trước khi hạ gục Dê Đông với chiến thắng chung cuộc là 3-0. Trở lại với pha giao tranh phút 24 ấy, rõ ràng Im là người mắc lỗi vị trí đầu tiên khi đứng vô cùng hớ hênh để The Shy của Eagle nhanh tay khai thác. Mất người từ sớm, Dê Đông Gaming chỉ biết tháo chạy và có lẽ tâm lý đó cũng gây áp lực một phần lên Lu Mao, khiến anh ta luống cuống trong tình huống Raven băng lên gây sát thương. Một chút xui xẻo dành cho Jay của Zoom khi cả 3 lần bắn cầu sấm, anh ta đều bắn chính xác vào người cần bắn, mỗi tội đen là không hạ gục được thôi. Ở chiều ngược lại, cả team Eagle đều xứng đáng có được chiến thắng bởi sự bình tĩnh ngay cả khi bị ép lẫn những pha xử lý nhanh tay đến từ các cá nhân, đặc biệt là The Shy. Một lần nữa xin chúc mừng Invictus Gaming đã lên ngôi vô địch LPL mùa xuân 2019 cùng tấm vé tham dự MSI. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thấy những nhận định trên chính xác hay chưa? Đừng quên like, share và subscribe cũng như ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mới đến từ Cà Phê Liên Minh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.